Hello, bây giờ Hà Lùng sẽ chia sẻ với quý vị cái bí quyết để mình đi du lịch Đà Nẵng nha. Nếu mình đi du lịch Đà Nẵng mà mình lên trên mạng mình search những cái địa điểm ăn ngon rẻ gì của Đà Nẵng xưa rồi, mình phải tự lực cánh sinh mình đi ra Đà Nẵng đó. Mặc dù mình ở khách sạn sang trọng nhưng mà mình hãy đi vô luồn lách như mấy cái hẻm đó, vô mấy cái này gọi là local địa phương đó, mình len lỏi với mấy con hẻm đó, mình tìm những cái quán địa phương để mà mình ăn những cái món ăn đặc sản đó. Khi nào mà mình luồn lách hết mấy con hẻm mà mình tìm không ra, giống như Hà Lùng đó, đi cả buổi chiều chưa tìm được thì mình lên mạng mình search đó, chứ mình đừng có vội vàng, biết không, mình phải trải nghiệm cái cảm giác đi tìm em giữa lòng thành phố, tìm coi mì Quảng ở đâu, bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc, rồi món này món nọ món kia của Đà Nẵng á nằm ở đâu, nào tìm không ra đã thì hắn lên mạng search. Trời đất ơi, một buổi chiều mới 4 giờ mà trời tới hù ngoài biển nha, giông tố điên hù lù luôn, cái gì thấy không, mưa hoài. Hà Lùng ra Đà Nẵng mấy ngày này mưa bão hay gì á, đến mùa mưa rồi, áp thấp nhiệt đới.